Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay thì mình đang có trên này hai đối thủ khá là nặng ký trong cái phân khúc giá là khoảng 4 triệu đồng. Đây là Huawei GR5 Mini và đây là Oppo A37. Hôm nay thì mình quyết định thử làm một cái bài speed test để xem rằng là chiếc máy nào sẽ đem lại cho chúng ta một cái hiệu năng cũng như khả năng nhận tốt hơn, cũng như là đưa ra một cái sự so sánh để các bạn có thể lựa chọn giữa mua hai chiếc máy này. Trước khi mà chúng ta bước vào bài test này thì chúng ta hãy cùng điểm qua lại một chút về cấu hình của hai máy. Chiếc Oppo A37 sử dụng chip Snapdragon 410, nó có 2GB RAM. Màn hình thì độ phân giải là HD, còn GR5 Mini thì cũng có 2GB RAM, tuy nhiên chip thì là 2 Silicon Kirin 650 và màn hình thì nặng đô hơn một tí, nó là Full HD cơ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Đây, chúng ta có 8 game ở đây nè, bắt đầu với Temple Run 2. Dự là cái bài test này nó sẽ hơi lâu ấy, bởi vì hai chiếc máy chúng ta đều là hai chiếc máy thuộc cái phân khúc giá rẻ, nên là về hiệu năng nó sẽ không đem lại được. Ôi dồi ôi, chưa nói hết câu GR5 Mini đã vào rồi. Tốc độ load khá là nhanh so với cả Oppo A37. Và ok, chúng ta sẽ cho cái máy chạy nền này. Tiếp theo sẽ là Subway Surfer. Một lần nữa thì GR5 Mini lại chiến thắng. Và sự chênh lệch là cũng khá dài so với cả Oppo A37. Đó, mãi mới vào trong được. Để mình lên tiếp theo nào. Smart Hit. Đây một tựa game khá là nhẹ. Oppo A7 vào trước ạ. Uầy, lộ ngược dòng quả hơi bị ngoạn ngục đấy. Mỗi tội là cái khoảng cách nó vẫn ngắn thôi, nó chỉ hơn được GR5 Mini khoảng mấy giây. Thằng Fluninja nào? À không phải đến mấy giây đâu, có 1-2 giây thì phải. Rồi, như vậy GR5 lại vào trước và chênh lệch với Oppo A7 cũng chỉ khoảng 1 giây thôi chứ cũng không nhiều. Chúng ta sẽ đến với tựa game Dumb Ways to Die 2. Tự nhiên dạo này tôi thấy chán quá ông ạ. Kiểu như là bật game này chả có việc gì làm ấy. Theo các ông thì tôi có nên mang lại cái bloop không? Nếu mà có thì comment cho tôi ở bên dưới tôi biết nhá. Tựa game Dumb Ways to Die 2 thì máy nào sẽ vào trước đây? Dumb Ways to Die 2, Oppo A7 vào trước nhỉnh hơn khoảng nửa giây so với cả chiếc GR5 Mini. Xem nào. Rồi, chúng ta có Jetpack Joyride này. Mấy tựa game sau thì Oppo A37 lại có vẻ trội hơn. À không, Jetpack Joyride thì GR5 Mini lại vào trước rồi. Xem nào, lâu quá, lâu quá. Rồi, như vậy chúng ta đã có xong. Cho chạy nền phát. Và tiếp theo sẽ là Monster Dash. Rồi, GR5 Mini vẫn tiếp tục chiến thắng. Có lẽ là mình sẽ không cần phải nói về kết quả, các bạn có thể tự xem rồi. Và các bạn có thể tự đoán được là về phần hiệu năng chiếc máy nào hơn. Rõ ràng là GR5 Mini sở hữu một cấu hình nghe thông số đã có vẻ cao hơn rồi. Thế nên chắc chắn nó sẽ lại hiệu năng tốt hơn. Tí xem là 2GB RAM con nào đa nhiệm ngon hơn con nào thôi. Rồi, cũng không nằm ngoài dự đoán. Chúng ta sẽ đợi tiếp rồi, xong. Chúng ta sẽ quay về với lại Temple Run 2 là kiểm tra. Con này tắt màn hình. Ok, các bạn đợi một chút nhé. Để cho anh kiểm tra lại GR5 rồi. Cả hai chiếc máy chúng ta đều đã phải lốt lại này. Subway Surfer này đều phải load lại hết này, hình như mình để bài test này nó hơi nặng hay sao nhỉ. Tiếp theo là Smart Hit. Rồi, Smart Hit thì Oppo A7 còn nguyên nhưng GR5 Mini thì đã phải load lại. Fluninja, Oppo A7 còn nguyên. Có vẻ như là khả năng đa nhiệm của mấy máy Oppo có vẻ rất là ngon. Dumb Ways to Die 2 của này gần như biết chắc chắn là hai ông cũng load lại rồi. Mày chắc chắn luôn. Lâu này là biết load lại rồi. Jetpack Joyride nào. Hai máy chúng ta đều load lại. Tiếp theo là Master Dash. Đấy, các bạn nghe tiếng bên này không? Đấy, nó bị lag thế đấy. Với tựa game Master Dash thì chiếc Oppo A7 của chúng ta vẫn đang rất là tốt. Bên này thì là load lại rồi nào. Cuối cùng tựa game của Tap Titan, cả hai máy của chúng ta đều đã phải load lại. Như vậy là nói về cái bài test này thì thực sự là nó hơi nặng so với cả 2GB RAM của hai máy. Nhưng mà chiếc Oppo A37 thì nó vẫn được nhỉnh hơn khoảng 1-2 game so với cả chiếc GR5 Mini. Khi mà GR5 Mini thì đã phải lốt lại khá là nhiều, còn A37 thì nó vẫn còn giữ lại được 1-2 cái. Và các bạn đến đây cũng đã biết được cái kết quả của cái bài test này.
G5 mini thì sở hữu pin cao hơn rồi, nghe thông số là biết, và nó cho chúng ta một hiệu năng tốt hơn. Oppo A37 thì nó lại nhỉnh lại hơn một chút về khả năng đa nhiệm nhưng cũng lại cũng không nhiều. Và sau video này thì mình sẽ có một video dành chi tiết hơn về hai chiếc máy này để xem rằng là chiếc máy nào sẽ đáng mua hơn trong phân khúc khoảng 4 triệu đồng. Các bạn nhớ đón xem nhé channel nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.